Chuyện 73. Lý do giản dị. Xưa có một tòa lâu đài rất nguy nga, tráng lệ, bỗng dưng sụp đổ. Mọi người đều đổ xô đến xem và xôn xao bàn tán. Một người ra vẻ hiểu biết, hắn giọng kết luận: "Hồi nãy á, đang ở đầu ngõ, tôi thấy một con ruồi xanh bay qua, sau đó thì ầm một cái, ngôi nhà này sụp xuống. Chính nó là thủ phạm, chứ ai trồng khoai đất này nữa, thưa bà con cô bác." Phụ chú, dường như những lời kết luận vội vã của chúng ta khi giải thích cho các sự kiện hàng ngày đều giống hệt như anh chàng thông thái trên cả. Em nghĩ sao? Chuyện số 74. Tên cướp độc đoán. Ngày xưa, có một tên tướng cướp hùng cứ ở một sơn trại hiểm trở. Hắn có rất nhiều lâu la bộ hạ cùng vô số ngọc ngà châu báu, nhưng tướng chỉ quý nhất là một chiếc giường bằng vàng giác ngọc bích. Tướng cướp rất hãnh diện về chiếc giường này, và hắn tìm được một cách quảng cáo tên tuổi mình cùng chiếc giường được nổi danh ngang nhau. Mỗi khi bắt gặp người lạ mặt la vãng đến gần sơn trại, tướng cướp cho lâu la áp đặt nạn nhân lên chiếc giường quý. Ba trường hợp có thể xảy ra. Một là nếu tầm thước nạn nhân dài hơn chiếc giường, bọn cướp sẽ cắt phần đầu hoặc chân thừa ra. Hai, nếu nạn nhân có khổ người ngắn hơn chiếc giường, bọn cướp sẽ kéo dài người bị nạn cho đến lúc y nằm vừa vặn trên giường mới thôi. Ba, nếu tầm thước nạn nhân vừa vặn với chiếc giường, bọn cướp sẽ không tha cho y được trở về quê quán. Bằng các quảng cáo này, bọn cướp và chiếc giường nổi danh ngang nhau. Em thân mến, loài người chúng ta ai cũng có sẵn một cái giường như thế, và chúng ta đã độc đoán không thua gì tên tướng cướp nọ. Khuôn theo những vọng tưởng điên đảo của riêng mình, chúng ta cũng lập nên những khuôn vàng thước ngọc để đo lường thiên hạ. Vì vậy mà trong cuộc tương giao với nhau, chúng ta thường bực bội khó chịu khi thấy sao mà chẳng có ai làm vừa bụng mình hết. Chiếc giường của tướng cướp còn có một tầm mức cố định, trong khi thước đo của mỗi người chúng ta thì lại được cấu tạo bằng những vọng tưởng sinh diệt vô thường. Nên rốt cuộc, chúng ta chỉ tự làm khổ mình và khổ người mà thôi. Em có thấy như thế không? Chuyện 75. Con chó vô ơn. Thầy kể chuyện. Tu viện có nuôi một con chó tên là Tiểu Bạch. Nó bị xà mâu ăn lở loét cùng mình. Sư khám bệnh thấy vậy động lòng trắc ẩn, chế thuốc bôi lên cho nó. Thuốc thật công hiệu nên chỉ mới sức có một lần mà ghẻ đã khô mặt. Nhưng cũng từ dạo đó, mỗi lần thấy bóng ân nhân, Tiểu Bạch bèn hậm hực bỏ đi nơi khác. Xong thầy kết luận: mấy đứa tụi con khi có lỗi được huynh đệ nhắc nhở, đâm ra tức tối tìm cách để trả đũa lại, thì coi chừng giống như Tiểu Bạch vậy. Phụ chú, chúng sanh trong cõi này dù là nhân đạo hay súc sanh đạo cũng giống nhau chỗ này. Nhớ ơn và đáp ơn là một điều thật khó, trong khi đem quán trả ân là một chuyện dễ ợt. Có lẽ vì thế mà chúng thường thắp hương đảnh lễ những kẻ biết ghi ân chăng? Và trong kinh, Đức Phật cũng thường tán thán Tôn giả Xá Lợi Phất là người mà một chút ân nhỏ xíu cũng không quên. Chuyện số 76. Cách làm một hạt ngọc trai. Em có biết người Nhật Bản họ làm một hạt ngọc trai như thế nào không? Họ lấy một con dao nhỏ thật sắc, rạch bụng con trai ra, bỏ vào đấy một hạt cát và khâu lại.
Xong họ thả con trai ấy vào một cái hồ chứa đầy nước biển. Những con trai sau khi lãnh một hạt cát vào trong bụng như thế có thể lâm vào hai trường hợp sau. Một, những con trai yếu đuối sẽ chết vì vết thương làm độc. Hai, những con còn lại sau một thời gian đau đớn hoàng hoại vì vết thương sẽ tiết ra một chất nhờn để bao bọc hạt cát đang nằm sâu trong da thịt. Hạt ngọc trai được thành hình từ đó. Còn chúng ta, cuộc đời cũng đã mổ bụng ta và nhét vào đấy những niềm sầu nỗi khổ. Nếu chúng ta cứ tham gian hờn trách thì ta sẽ chết lần chết mòn như những con trai yếu đuối nọ. Ngược lại, nếu ngay trong những nghịch cảnh oái oăm ấy mà chúng ta biết tiết ra một chất thức tỉnh thì một vị Phật được bắt đầu như thế đó em à. Truyện 77 Đạt Ý Vong Ngôn. Tý cấp sách đến trường học. Một hôm cô giáo kể chuyện rằng bản cửu chương của bọn Tý chưa học thuộc, đó là kết quả của một nhà toán học đại tài. Ông đã mất hết 13 năm dài nghiên cứu ròng rã mới tìm ra được. Kể xong, cô giáo kết luận: các em phải cố gắng học cho thuộc, kẻo phụ công khó của người xưa. Tý nghe xong đăm ngán: thông minh cỡ ông toán học đó mà phải mất 13 năm. Ngu cỡ mình chắc phải 1.300 năm mới học thuộc nổi. Chết cha rồi. Tý bèn trốn học, trong khi bạn Tý đều học thuộc lòng cửu chương và ứng dụng nó để làm toán nhân chia rất dễ dàng. Em thân mến, nếu em nghe kể rằng Đức Phật của chúng ta phải trải qua vô số kiếp tinh cần khổ nhọc mới được giác ngộ, chư tổ phải mất 30-40 năm mới xong việc, rồi em đâm ngán mà thối tâm, đâu có khác gì thằng cu này, có phải thế không nào? Truyện 78 Bản Kinh Kỳ Lạ. Vào thời đương đại, cách đây hàng sa số A Tăng kỳ kiếp, có một vị Phật ra đời tên là Hạnh Đê. Một hôm, Đức Phật đang ngự giữa rừng trúc cùng với 1.250 vị tỳ kheo vây quanh, thì có một tên vô lại đến dùng đủ lời lẽ bất nhã thóa mạ Phật. Phật Hạnh Đê bèn dậm chân mếu máo: này chư tỳ kheo, tên Bà La Môn này vô cớ đến mạ nhục Như Lai. Chúng tỳ kheo đồng thưa rằng: bạch Thế Tôn, chúng con nghe rằng chư Phật đều bất động trước lời khen tiếng chê. Phật Hạnh Đê liền òa lên khóc: Như Lai không thích, Như Lai không muốn hắn nói những lời khó nghe như thế đối với Như Lai. Như Lai sẽ nhập niết bàn cho mà coi. Bạch Thế Tôn, xin ngài hãy bình tĩnh, tên vô lại đã đi xa rồi. Xa rồi. Nhưng Phật Hạnh Đê vẫn còn tấm tức: mà Như Lai vẫn chưa hết tuổi thân. Lúc bấy giờ, 1.250 vị tỳ kheo bèn vội vã thiên đảng hữu kiên hiệp trưởng hướng Phật nhi tác thị ngôn, kéo áo bài vai mặt chắp tay hướng Phật mà thưa thế này: Hạnh Đê vô thượng tôn, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Khi ấy rừng tre cười nghiêng ngả, ông trăng đỏ ké mặt. Phật Hạnh Đê bèn đưa cánh tay đâu la miên thò vào túi, móc lấy chiếc khăn mù xoa bằng vải tắm ra, hỉ mũi quẹt nước mắt và nhoẻn miệng cười. 1.250 vị tỳ kheo cũng bật cười theo. Trích Đương Lai Hạ Sanh Phật. Phụ chú, coi chừng bản kinh này sẽ được kèm vào hồ sơ lý lịch của mình đấy, thưa chư Phật tương lai.
Truyện số 79, Thuận Nghịch. Cubi là con trai một của ông cả. Ông rất cưng chiều nên suốt ngày nó chỉ biết ăn chơi và khóc nhè. Một hôm rong bờ rủi bụi thế nào mà Cubi lọt phải một bụi tre gai. Bi la khóc âm ỉ. Chó giá chạy quanh tìm cách cứu bạn nhưng vô ích, và đành chạy về nhà báo cho ông cả hay. Được tin, ông cả tức tối đi ngay đến bụi tre, nhưng ông cũng đành bó tay vì hễ vừa động đậy mấy cành tre là Cubi ré khóc inh ỏi. Ông cả chỉ còn cách xách cảm ơn ngày ba bữa đến bụi tre nuôi Cubi. Thời may hôm ấy có chú Tư ở Sài Gòn về thăm nhà, chú liền đi với ông cả đến thăm Cubi. Gặp nó, chú Tư liền nảy ra một kế. Chú Tư bảo ông cả về trước, còn chú ở lại để kể chuyện cho Cubi nghe, vì nó rất khoái mục này. Chuyện rằng có một con ma cà rồng mắt đỏ lưỡi xanh nanh dài, chuyên môn ăn thịt con nít. Mỗi khi bắt được đứa nào, nó liền bỏ ba hột muối lên đầu đứa bé và nhai rạo rạo. Chú Tư còn kể thêm, nghe đầu nó mới xuất hiện và nhai hơn một chục đứa ở xóm trên đó. Kể xong, chú Tư bỏ về, mặc cho Cubi ré khóc inh ỏi. Vừa được vài bước, chú Tư đã nghe tiếng chân Cubi rượt theo. Hai chú cháu cùng về, chó giá mừng vô kể. Em thân mến, chúng ta đã hiện diện trên cõi đời này chẳng khác nào thằng Cubi lọt phải bụi tre gai. Ông cả, con chó giá và ngăn cảm ơn tốt bụng quả là những thuận cảnh rất cần thiết cho bọn mình. Nhưng những nghịch cảnh như chú Tư và con ma cà rồng thì cũng chẳng hẳn là vô ích. Vậy thì bọn mình có nên vòng tay cảm ơn tất cả những điều trái tai gai mắt, rối trí, khổ lòng mà cuộc đời không ngớt dồn dập trao tặng hay không? Truyện số 80, Chàng rể đa sự. Ngày xưa có một chàng trai nọ, chúng ta cứ tạm gọi là anh chàng là An cho tiện. An được cha mẹ hứa hôn với một cô gái láng giềng đồng trang lứa. Hai đàn chưa hề giáp mặt nhau, An chỉ nghe phong phanh rằng vị hôn thê của mình là một thiếu nữ khá diễm lệ, tam tòng tứ đức đều đầy đủ. Và các bạn chàng vẫn thường kín đáo tỏ bày niềm ao ước được một người bạn đường tốt đẹp như chàng, để chứng tỏ cho cô dâu và mọi người biết rằng đàn gái đã không lầm khi chọn mình làm rể đông sàng. An cương quyết sẽ không bao giờ rước vợ nếu chưa lập được công danh với đời. Từ đó người ta thấy An ngày đêm sôi kinh nấu sử, luyện võ ôn văn. Ngày tháng dần qua, biết bao lần đàn gái bắn tin cho An biết rằng họ không đòi hỏi nơi chàng gì hết, rằng tân nương sẽ được đưa đến vô điều kiện như lời giao ước năm xưa. Nhưng lòng tự tôn của An đã không cho phép chàng hành động như bao nhiêu con người tầm thường khác. Chàng vẫn thường hình dung đến nhan sắc diễm lệ của nàng để tự an ủi và sắp tấn mình trong những lúc thất chí sa cơ. Tất cả những gian truân khó nhọc mà chàng đã vượt qua há chẳng là vì nàng đó sao? Người thiếu nữ mà dung nhan còn mơ hồ dần dần trở thành một điểm tựa, một lý tưởng, một hải đăng định hướng cho đời chàng. 10 năm trôi qua, An tạm hài lòng với con đường công danh của mình. Và một hôm, hôn lễ được cử hành rất tưng bừng. Cô dâu được đưa về nhà chồng với vô số đồ trang sức và một tấm khăn von che kín mặt. Và trước mặt rất đông quan khách, An đưa tay dở tấm khăn che mặt tân nương. Bỗng nhiên người ta nghe tiếng kêu thảng thốt của An: "Màng ơi, tưởng ai đâu xa lạ, té ra nàng chính là người vẫn thường sắc chuối cho heo ăn và vớt bèo nuôi vịt mà tôi thường thấy thường ngày qua sông cửa đó ư?" Người ta không đồng ý với nhau về đoạn kết của câu chuyện. Có người cho rằng sau đó An bỏ nhà đi biền biệt vì tân nương đã làm cho chàng quá sức thất vọng. Nàng đã không chịu ăn qua uống sương và thiêu vàng giác ngọc như chàng hằng mơ tưởng, mà lại là một thiếu nữ hoàn toàn bình thường và đảm đang như bao nhiêu người vợ hiền khác. Nhưng lại cũng có kẻ quả quyết rằng sau ngày hôn lễ, An đã tuyên bố rằng tân nương tuy không giống như người trong mộng của chàng, nhưng mà nàng cũng không đến nỗi xấu xí. Và chàng kết luận rằng chỉ vì tánh khí cao ngạo ngông cuồng mà chàng đã phí mất 10 năm dài lao nhọc, trong khi lúc nào nàng cũng ở bên cạnh chàng. Nhưng nơi đây người kể không cố ý trình bày một câu chuyện tình có hậu trong thế gian,
mà chỉ thừa hứng nghĩ lan man về tu hành giới, về chuyện hạ thủ công phu của nhà thiền, cũng như lao tâm khổ trí những niềm sầu nỗi chán trên đường tầm đạo. Chân lý là một cái gì khi ẩn khi hiện, như thực như hư. Hành giả thường không biết mình đang làm gì và ở nơi đâu trên đường tìm kiếm, đang đi hay sắp đến. Đạo ở nơi đâu, ra sao mà thiền sư Nam Tuyền lại khẳng định rằng tâm bình thường là đạo? Và Tổ Đạt Ma lại dạy càng cố tâm tìm càng chẳng biết, nhất là câu nói sau đây của Cổ Đức: đáo xứ phùng nhân mạch diện khinh, có nghĩa nôm na rằng sau khi lội suối trèo non mất bao nhiêu năm cần cù tìm kiếm, rốt cuộc ta sẽ gặp lại người mà ta vẫn thường khinh dễ mỗi khi ta gặp mặt hàng ngày. Giống hệt như chàng An trên đây, sau 10 năm khó nhọc tìm xứ để, đã rước về một vị tân nương khác xa người trong mộng của chàng, là người mà chàng thường thấy thấp thoáng qua sông cửa mỗi ngày, khi sắc chuối cho heo, lúc vớt bèo nuôi vịt. Thức dậy thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhiệm màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa nên nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một đời vui. Điều lành chưa đến làm điều lành, tôi về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày vui. Ta sẽ thấy nhịp mà ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Truyện 81, thằng bạn bất lương. Ngày xưa ngày xưa, có một anh chàng nọ mặt mũi cũng dễ coi, nhưng phải cái hơi ngu. Chúng ta gọi anh là Tâm cho tiện. Một hôm, Tâm kết bạn với Ý, là một tên du thủ du thực, đa mưu túc trí, chuyên nghề lừa gạt chôn chĩa mà sống. Thấy Tâm chất phát dễ tin, Ý bèn dỗ ngọt dẫn Tâm đến một chốn xa xôi hẻo lánh chăn dê cho người để lấy tiền lập nghiệp. Tên bất lương lấy trước 6 tháng tiền công của bạn rồi ra đi với hứa hẹn là sẽ tìm nơi tậu nhà cửa ruộng giường cho Tâm. 6 tháng sau, Ý đến vui vẻ báo tin: "Chú ba, số của chú thật là may mắn. Món tiền hôm trước chú đưa cho anh chả thấm vào đâu, anh phải bù đắp thêm gấp bội, và đã tậu cho chú đầy đủ cả nhà cửa ruộng giường khang trang lắm. Anh những ước mong sao chú được trở về đó để anh lo bề gia thức cho chú, xong xuôi thì có chết anh cũng cam lòng. Ngặt vì tiền cưới sinh hơi đắt, vậy chú hãy cố gắng làm công thêm một năm nữa nghe." Chàng Tâm cảm động trước lòng lo lắng của ông anh kết nghĩa, nên y giáo phụng hành. Và tên bất lương lại cưỡng thêm một năm tiền công nữa, rồi ra đi. Một năm sau, Ý lại trở về báo tin là đã lo cưới hỏi xong xuôi cho bạn. Cô vợ đảm đang hiện ở trong ngôi nhà mới mua dạo trước và hết lòng chăm sóc tài sản cho đấng phu quân. Từ dạo đó,
chàng Ý thường la vạng đến trại dê để báo tin nhà và thúc hối tâm lo tiền than thuốc cho vợ. Hiếu hỉ cho ông Nhạc, quà biếu bà mẹ vợ, đồ chơi cho lũ em vợ, vân vân. Vài năm sau, Tâm lại phải làm thêm ca đêm để có tiền gửi cho ông anh kết nghĩa, chăm sóc dưỡng nuôi giùm bầy con đông đúc cả gái lẫn trai. Đàn con tưởng tượng mỗi ngày một gia tăng, bổn phận làm cha làm chồng càng ngày càng nặng, rút dần mòn sức khỏe chàng trai khờ dại. Một hôm biết mình sắp kiệt sức, Tâm ngỏ lời với bạn rằng chàng muốn về nương cậy vợ con trong lúc tuổi già sức yếu, thì Ý liền sa sầm nét mặt, giọt ngắn giọt dài báo hung tin. Chú ơi, biết nói sao bây giờ? Đêm qua một cơn hỏa hoạn đã thiêu rụi cả nhà cửa ruộng vườn lẫn vợ con chú cả rồi. Cuộc đời quả thật là vô thường, anh không biết làm gì hơn là cùng chia sẻ những cái tang đau đớn này với chú vậy. Em thân mến, câu chuyện được ngừng lại nơi đây vì khó mà tin nổi rằng trên đời này lại có một người khờ dại như chàng Tâm. Nhưng phần chúng ta có lầm chăng khi chấp nhận những vọng tưởng điên đảo chợt có chợt không là bản tâm của mình? Dưới sự dẫn dắt của cái tâm này, chúng ta có đầy đủ quê hương, cha mẹ, họ hàng thân quyến. Và nếu thêm nữa là những thứ phụ tùng rắc rối như vợ chồng, con cái. Cho đến lúc sức mòn, lực kiệt, thì cuộc đời vô thường đòi lại tất cả những cái có của chúng ta. Phần ta còn trơ trọi hai bàn tay không? Truyện 82. Một cách trả thù. Tý bắt ghế định lấy kẹo ăn dụng, ngờ đâu trập chân té nhào. Tý lồm cồm bò dậy, tức tối muốn khóc, chợt thấy con nô đứng bên cạnh. Tý móc cho nó một đá, mắng: "Ai bảo mày nhìn lom lom cho ông té vậy, đồ khốn kiếp!" Xin hỏi nhỏ, mỗi lần té nặng vì bắt ghế trèo lên cao để ăn dụng kẹo ngủ dục, chúng ta có nên tìm một con chó để đá cho đỡ tức và trút hết trách nhiệm lên cái mông vô tội của nó không? Đỡ tức lắm, thưa chư tôn giả, nhất là loài cẩu vốn không biết nói nên chỉ biết cong đuôi vừa chạy vừa kêu. Nhưng coi chừng, đừng đá nhầm loài người mà bị chửi và bị đòn đấy. Tóm lại, cách tốt nhất là trút hết trách nhiệm lên đầu ông trời, thượng đế, con tạo hoặc nhân quả, nghiệp báo, định mệnh. Còn khối thứ đỡ đòn cho chúng ta đó, bạn à. Truyện 83. Thuốc thành bệnh. Bé đi về thăm ngoại. Bà ngoại đãi bé Tí một tô cháo gà nóng hổi, thơm phân phức. Tí húp liền một miếng nhăn mặt: "Sao không ngon gì hết ngoại ơi?" Ngoại nghe Tí chê, vội vã đem lên một ít muối bỏ vô tô khuấy đều. Tí thưởng thức xong reo: "Ngon số giác ngoại ơi! Hỏng dè, có thêm một chút xíu muối mà cháo ngon chi lạ." Lúc chào ngoại ra về, Tí xin ngoại một gói muối bự. Đến một chỗ vắng, Tí trút hết gói muối vào miệng. Eo ơi, nó mặn đến giọt lưỡi bỏng miệng. Em thân mến, tất cả các pháp, dù là Phật pháp đi nữa, chúng ta đều dùng một cách dè dặt như là muối biển vậy. Vừa miệng hay dập lưỡi đều tùy thuộc vào cách sử dụng của ta, chứ muối thì hoàn toàn vô tội. Nếu bây giờ khi đọc sách bắt gặp những đoạn văn kể chuyện người xưa tu hành quên ăn, nhịn ngủ, ngồi mãi chẳng nằm, em cảm thấy thán phục và nghĩ rằng có lẽ nhờ những điều đó mà cổ nhân đắc đạo. Và em bắt chước cái hình ảnh mà em vừa tưởng tượng ra và thán phục ấy, em cũng nhịn ăn bỏ ngủ, cái mặt trừ bự, thì coi chừng em sẽ bị dập lưỡi như bé Tí vậy. Tô cháo ngon lành là do rất nhiều yếu tố đóng góp, chứ đâu phải chỉ nhờ muối không thôi đâu, phải không nhỏ? Truyện 84. Bắt chước thầy. Thuở xưa, tại một vùng biên địa Hạ Tiện, dân chúng đều mù chữ.
Mãi cho đến một hôm, có người đến tự xưng là thầy giáo đến thăm làng và dõng dạc tuyên bố: mọi người ai cũng có khả năng biết chữ hết. Nhiệm vụ của tôi khi xuất hiện ở ngôi làng này là giúp cho bà con cô bác phát triển khả năng đó để thành một người biết chữ như tôi không khác. Mọi người nghe nói đều hồ hởi phấn khởi với sự hướng dẫn của thầy giáo. Nhiều lớp học được thành lập, nhiều người đến lớp học. Thầy giáo phát cho mỗi người một quyển vần ABC. Trong nhóm người tụ hội nơi lớp học, người ta ghi nhận có những sự kiện sau. Một số người cho rằng khả năng biết chữ chỉ là một ân sủng thiêng liêng dành cho hạng người ưu tú nhất trong nhân loại, nên sau khi trêu chọc số người ghi danh học, họ bỏ về. Riêng phần học trò với chút ít niềm tin rằng mình có thể biết chữ đã tìm cách phát triển khả năng ấy bằng những cách như sau. Thứ nhất, những người rất cảm kích trước tấm lòng của thầy giáo đã khổ công lặn lội đến đây, nên họ xin ảnh của thầy giáo về thờ chung với quyển vần ABC sớm hôm lễ bái dâng hương qua không hề chảnh mãn. Thứ hai, hạng người kế vô cùng cảm phục tài năng của thầy giáo, nên cùng nhau rắp tâm bắt chước thầy từ cách đi đứng, nói năng, ăn mặc đến nếp sinh hoạt hàng ngày. Họ bắt chước tài tình đến độ giống thầy giáo như đúc, có khác chăng là họ hoàn toàn không biết chữ. Dĩ nhiên, bằng lối học trên, chúng ta dự đoán được kết quả là sau bao nhiêu cố gắng, không anh học trò nào biết chữ cả. Em thân mến, câu chuyện được dừng lại nơi đây vì trên thế gian này không có một lớp học nào kỳ quặc như thế cả. Các học trò đi học dần dần đều được biết chữ hết. May mắn biết là chừng nào. Nhưng còn chúng ta, những người học Phật và chưa giác ngộ như Phật, có nên xét lại lối học của mình không? Như ông thầy giáo kia, chư Phật đều tuyên bố: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và chư Phật ra đời đều vì một lý do duy nhất, chỉ cho chúng sanh nhận ra và hằng sống với tri kiến Phật của chính mình. Và chúng ta đã học đạo giác ngộ bằng cách nào? Nếu chúng ta chỉ tôn thờ lễ bái và cúng dường kinh tượng bên ngoài thì coi chừng ta sẽ vấp phải lỗi lầm của hạng học trò thờ cúng dần ABC như trên. Hoặc chúng ta chỉ hâm mộ tôn kính thầy, tổ, chư Phật, rồi rập khuôn cuộc đời ta y hệt như cuộc sống của những người mà ta hâm mộ, thì có lẽ bề ngoài của chúng ta sẽ có một cái vỏ đỉnh đạt nghiêm trang, nhưng bên trong lại dẫy đầy phiền não. Tương tự như hạng học trò bắt chước thầy trên, không khác. Vậy thì chúng ta học Phật bằng cách nào đây? Truyện số 85. Một bông hồng cho em. Tôi định viết cho em một bài thơ tuyệt diễm, kết hợp bằng những ngữ từ chân thành và âu yếm. Xong, tôi sẽ trang trọng đặt cho nó một cái tên thật kêu như tình yêu chẳng hạn. Tôi định vẽ cho em một bức tranh cực kỳ thanh tú, những nét mực sẽ nhẹ nhàng như sóng vỗ lao sao. Và trước khi ký tên, tôi sẽ hạ một dòng chữ bay nghiêng: A rose to, một bông hồng cho. Cầm bút tay run, hồn say lảo đảo, tim đập dập dồn, tôi bối rối nhìn lên giữa những cành lá xanh tươi của khu vườn mùa hạ. Bình minh lên rực rỡ, dịu dàng êm từng đọt lá chồi cây. Mộng đêm qua chỉ còn là một hoáng mê. Bất chợt tôi nhận ra rằng em chỉ là một hình bóng của chính tôi, một nhân dáng về em. Dù đẹp như thiên thần hay tệ như ác quỷ, cũng chỉ là một ảo tưởng trong trăm nghìn ảo tưởng sinh khởi liên miên bất kể đêm ngày. Nếu tôi bảo rằng đã yêu em thì quá ra tôi đã yêu một ảo tưởng của chính mình. Cũng vì thế mà thay vì làm một bài thơ tuyệt diễm, chân thành và âu yếm, hay vẽ một bức tranh đẹp như mơ,
tôi đành chỉ bật cười với những giọt nắng long lanh trên ngàn cây hoa lá. Từ dạo đó, trên những con đường trải cỏ xanh hay phủ đầy gốc gai sỏi đá, tôi vẫn đi bằng bàn chân trần trụi với nụ cười và ánh mắt sơ khai. Ngôn từ đã khép lại như những lối mòn sau bước chân phiêu lãng, và những bước chân ra đi cũng chính là những bước quay về. Chuyện 86, Ba Bà Hoàng Hậu. Ngày xưa ngày xưa có một ông vua trẻ. Đức vua cai trị một vương quốc giàu có, xinh đẹp. Nhưng đẹp nhất có lẽ là ba bà hoàng hậu của đức vua. Ba chị hoàng hậu này vừa có sắc vừa có tài, nên cả ba đều được đức vua sủng ái như nhau. Mỗi người có một vẻ, mười phân vẹn mười. Cho đến một hôm, nhà vua bỗng nảy ra một ý nghĩ. Trong ba mỹ nhân này, thế nào cũng có một người tuyệt diệu hơn hai người kia. Nhưng ta không tài nào nhận ra được. Có lẽ vì nhìn mãi có quen mắt đi chăng? Hay là ta hỏi ý kiến bọn cung phi vậy? Đức vua bèn mở một cuộc trưng cầu dân ý tại hậu cung để tìm xem trong ba mỹ nhân ai là người đẹp nhất. Kết quả cũng không lấy gì làm sáng sủa lắm, vì ai cũng cho rằng cả ba vị hoàng hậu đều đẹp ngang nhau. Nhà vua lại đem nội vụ ra bàn với đình thần. Kết quả cũng tương tự như trên. Hoàng tể tướng khuyên đức vua nên dừng cuộc khảo nghiệm lại, vì e nó chẳng được lợi ích gì, mà đôi khi lại mang đến hậu quả khó lường được. Thay vì nghe theo lời khuyên sáng suốt của vị trung thần lão thành ấy, thì đức vua của chúng ta lại nổi cơn thịnh nộ, truyền lệnh cho quan tể tướng phải giải quyết cho xong công việc trong vòng 3 hôm. Sau một lúc im lặng, quan tể tướng kính cẩn thưa: Muôn tâu, thần trộm nghĩ rằng bọn hạ thần chỉ sở trường về chuyện cung kiếm văn thơ, còn chuyện đẹp xấu, tướng hảo thế nào thì chắc phải nhường cho những vị bốc sư. Kinh thành ta có một vị bốc sư nổi tiếng, xin bệ hạ cho mời y vào, chắc có lẽ y sẽ phân biệt rõ ràng hơn chăng? Nhà vua nguôi giận, một ông thầy bói lập tức triệu vào cung để chiêm ngưỡng dung nhan ba người đẹp. Vị bốc sư không chịu cho biết kết quả ngay, mà xin khất lại ngày hôm sau để về tra tự điển lại. Lão bốc sư đi rồi, quan tể tướng bèn bỏ nhỏ với đức vua: Muôn tâu thánh thượng, hạ thần trộm nghĩ rằng quý đức bà mỗi người một vẻ đẹp riêng, tùy theo nhãn quan và sở thích của từng người, ý kiến của chúng thần có thể bất đồng nhau. Nhưng vì sở uy quyền của đức bà, nên bọn hạ thần không dám nói lên ý kiến của riêng mình, mà chỉ kết luận chung rằng cả ba đều tài sắc ngang nhau. Nếu thần không lầm thì lão bốc sư này cũng lâm vào một tình thế khó xử như bọn hạ thần, cho nên lão ấy mới khất lại vào ngày mai đó thôi, thưa bệ hạ. Vậy thì canh giải quyết bằng cách nào? Muốn tâu bệ hạ, giả mạo ba bức thơ, ký tên của ba đức bà và hẹn lão ấy đến ba địa điểm riêng. Nếu y đến địa điểm nào thì đức bà ấy sẽ là người đẹp nhất. Hay lắm, khanh hãy thi hành ngay cho trẫm. Ba bức thư tức tốc được gửi đi, và lão bốc sư liền đi đến chỗ hẹn với bà hoàng đẹp nhất. Đức vua truyền lệnh chém đầu lão thầy bói, và từ đó đức vua đặc biệt sủng ái vị hoàng hậu vào chung kết này. Hai bà hoàng hậu còn lại vô cùng tức tối, họ âm mưu với nhau dùng độc dược giết chết bà hoàng hậu đẹp nhất. Chuyện bại lộ, đức vua truyền lệnh xử tử luôn hai hoàng hậu còn lại. Ba vị hoàng hậu xinh đẹp nhất nước đều chết hết. Đức vua còn lại một mình để thấy hoàng cung sao mà trống trải, lạnh lẽo, bất kể xuân, hạ, thu, đông. Em thân mến, vạn pháp trên thế gian này, mỗi pháp đều có một đặc tính riêng. Nhưng khi chúng ta bắt đầu ưu tiên một cho pháp nào, thì tức là hệ tâm vào nó, thì sự việc bắt đầu trở nên rắc rối. Có lẽ vì vậy mà Đức Phật thường khuyên chúng ta là hãy để yên cho các pháp trụ ở bản vị của nó, chứ xen vào phân biệt để tự chuốc khổ cho mình và làm di quả cho người chung quanh. Cũng thế, trong sự tương giao với bạn bè lân cận, mỗi người của chúng ta
đều mang một cá tính riêng biệt, chiếm một vị trí, cách thế khác nhau, chẳng ai giống ai. Và chúng ta cũng khó mà kết luận rằng ai quan trọng cho ai. Mùa xuân có hoa lan, mùa thu có hoa cúc, mỗi loài hoa đều có hương sắc riêng của nó. Không thể bắt loài hoa này, bắt chước hoa kia được. Em có thấy rằng số phận rủi ro luôn luôn đến với người mà chúng ta đặc biệt ưu ái không? Vậy thì ta có nên ngu ngơ đem cái tình thức phân biệt của mình xen vào các mối tương giao ấy, để cảm thấy cuộc đời này sao mà lạnh lẽo, bất kể bốn mùa xuân hạ thu đông hay không? Truyện 87. Làm sao đây? Một hôm đến ngày chợ phiên, bác xã dắt con đi chợ mua một con lừa. Hai cha con vui mừng leo lên lưng lừa cho nó chở về nhà. Đi được một quãng, bác nghe tiếng người bình phẩm: "Trời đất ơi, ác thế thì thôi. Cả hai cha con đều thượng lên lưng con lừa thì nó sống làm sao cho nổi." Bác xã nghe nói có lý, vội tuột xuống để con cưỡi lừa còn mình đi bộ. Khi ấy bác lại nghe người qua đường bình phẩm: "Trời ơi, thật thời thế điên đảo mà. Con đi lừa, cha đi bộ, bất hiếu như vậy thì thôi, hèn gì." Bác xã lại lên lừa, thằng con xuống đi bộ. Bấy giờ người ta liền nói: Cha nhẫn tâm quá trời quá đất, con đi bộ, hết luôn, thiệt tình. Hai cha con đành đi bộ, lừa lững thững đi theo sau. Khách bàn quan lại bình phẩm: "Rõ khổ chưa, thiệt chứ. Có một con lừa làm gì hai cha con phải đi bộ. Ngu quá. Em thân mến, trong cuộc sống tương giao với người chung quanh, chúng ta cần lưu ý đến dư luận để sửa sai những khuyết điểm của mình. Nhưng dư luận không phải là một thước đo hoàn hảo lắm, nên đôi khi chúng ta không khỏi lúng túng như hai cha con bác xã trên đây. Có phải thế không em?" Truyện 88. Ba cái bánh ít. Xưa có một lão thầy Pháp đi hành nghề, dắt theo một chút đệ tử nhỏ. Trong lúc cầu đảo cho gia chủ, lão lén lấy được ba cái bánh ít và dúi cho thằng đệ tử đang đứng quạt hầu sau lưng. Đám xong, hai thầy trò ra về. Trên đường về, lão thầy Pháp bảo đồ đệ lấy bánh ít ra ăn lót dạ. Thằng bé ấp úng nói: "Khi ấy con tưởng thầy cho con nên con ăn hết cả rồi." Hai thầy trò đành tiếp tục đi, thầy trước trò sau. Được một quãng, ông thầy lại quay lại mắng đệ tử: "Bộ tao là tù nhân hay sao mà mày đi tò tò phía sau như công an áp giải tội phạm vậy?" Trò nghe quở, lật đật chạy đi trước. Ông thầy lại nạt nộ: "Bộ mày là thầy tao hay sao mà mày dám đi trước tao?" Chú bé liền đi ngang hàng với ông thầy. Bấy giờ ông liền trợn mắt quát: "Bố mày là bạn bè của tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao vậy?" Chú học trò khổ sở, lúng túng, đành vòng tay thưa: "Bạch thầy, vậy đệ tử phải đi cách nào cho đúng lễ đây?" Đến lúc này, ông thầy Pháp mới chịu nói rõ ý mình: "Mày muốn đi kiểu nào cũng được, miễn sao có ba cái bánh ít trả lại tao là đúng lễ liền." Phụ chú, sự thật đôi khi khó nói biết là bao. Có lẽ vì vậy mà loài người phải có thật nhiều từ ngữ để nói một cách dài dòng như lão thầy Pháp trên đây vậy. Truyện 89. Kỹ thuật nhà nghề. Xưa có một vị quan muốn may áo mới. Quan cho mời một chàng thợ may đến. Thợ may nhận giải đo ni tất xong kính cẩn thưa: "Dạ bẩm quan, xin ngài cho con biết
ngài đã làm quan được bao nhiêu năm rồi ạ? Ông quan ngạc nhiên hỏi. Chú này thật lắm chuyện, công việc của chú là may áo thì cứ ráng mà may cho khéo. Hỏi chi thêm những chuyện chẳng dính dáng gì đến mình làm gì? Dạ bẩm quan, con hỏi câu ấy cũng nằm trong phạm vi nghề nghiệp của con. Con mà may khéo cũng nhờ những câu hỏi tỉ mỉ như vậy đó. Ông quan ngạc nhiên. Hừ, chú mày cứ nói rõ cho ta nghe xem sao. Dạ bẩm quan, khó nói quá. Cứ nói. Dạ bẩm, nhưng nếu có điều gì sơ thất thì xin ngài thứ lỗi cho con nghe. À. Dạ bẩm, theo kinh nghiệm nhà nghề của con á, thì đức ông nào mới được bổ nhiệm đều phải may vạt áo trước dài hơn vạt áo sau, ngực to và bụng nhỏ. Tại sao như vậy? Dạ bẩm, vì các ngài thường hay ngẩng mặt lên và ưỡn ngực ra phía trước đó. Dạ còn ngược lại, đức ông nào đã nhậm chức lâu rồi á thì con phải may vạt áo sau dài hơn vạt áo trước, vì quý ngài thường phải vào lòn ra cuối với cấp trên mới giữ chức được lâu như vậy. Dạ bẩm, còn các quan trung niên á, nghĩa là được tiến cử không quá lâu hay quá mau thì con may cả hai vạt bằng nhau. Ngài đã hỏi thì con xin thưa như vậy. Xin đức quan thứ cho những điều không phải và cho con biết ngài làm quan đã bao lâu rồi ạ? Em thân mến, kỹ thuật của bác thợ này đâu chỉ áp dụng may áo cho các quan thôi đâu, có phải thế không? Truyện 90. Đông Thi nhăn mặt. Thuở xưa có một thiếu nữ tên là Tây Thi rất xinh đẹp. Tây Thi có bệnh đau bụng, mỗi lần gặp cơn đau nàng ôm mặt trên rỉ, nhan sắc càng yêu kiều khiến ai đấy cũng phải tấm tắc mũi lòng. Cùng làng có Đông Thi một thiếu nữ xấu xí. Nghe dân chúng đàm trộ về sắc đẹp của Tây Thi trong những cơn đau bụng, muốn được mọi người chú ý khen ngợi như Tây Thi, Đông Thi cũng giả vờ đau bụng và ôm mặt nhăn nhó rên la. Nào ngờ dân chúng tưởng đau quỷ hiện hình nên gọi nhau bồng con cổng vợ chạy trốn cả. Em thân mến, như một người đẹp thì nhăn nhó ho hen tằng hắng gì người ta cũng chiêm ngưỡng cả. Một bậc đã giác ngộ thì nhấc tay cất bước đều là hành vi giác ngộ. Nếu chúng ta chưa phải là Tây Thi thì chớ có biểu diễn sắc đẹp, chưa phải là thiền sư Đơn Hà thì hãy khoan đốt tượng chửi Phật mắng tổ đó nghe. Truyện 91. Ăn trộm dạy con. Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề. Một hôm con trai y ngỏ ý học nghề của cha, tên ăn trộm liền dẫn con đi thực tập. Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bả cho lũ chó chết mê mệt. Xong đạo chích đào ngạch khoét vách, dắt con chung vào nhà. Cả nhà đang ngủ say như chết, tên trộm thấy một cái rương to còn trống, bèn dở nắp rương ra, bảo con: "Nè, con chung vô trong này nè, rồi thốt hết đồ đạc bỏ vô trong bao cho cha." Thằng con y lời, đạo chích bèn đóng nắp gài khoen lại, rồi lẻn ra khỏi nhà, hô quán lên ầm ĩ: "Ăn trộm! Ăn trộm!" Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, giáo giác tìm kiếm hồi lâu, không thấy động tĩnh gì hết, liền đi ngủ lại. Thằng con lão chích nằm chết điếng trong rương, tái tê vì sợ và hận cha khôn tả. Hồi lâu hắn nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay sột soạt vào thành rương và giả tiếng chuột kêu chích chích để đánh lừa chủ nhà. Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thất chức đốt đèn mở rương đuổi chuột. Thằng bé liền nhõm dậy tắt đèn, xô té chủ nhà tông cửa chạy một mạch. Chủ nhà lục tục kéo nhau vừa chửi vừa đuổi theo. Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp một cái giếng. Nó vội vàng ôm một cục đá to liệng xuống giếng và tri hô:
thằng ăn trộm rớt xuống giếng rồi bà con ơi. Bao lại coi nè, bao đi, bao đi, bao đi. Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt trộm. Thằng bé chạy một mạch về nhà. Gặp cha, thằng bé hòa lên khóc và không tiếc lời để oán trách cha. Đạo Chích chỉ mỉm cười nói: Khoan đã, bây giờ con hãy kể cho cha nghe con đã thoát thân bằng cách nào. Cậu con trai thuật lại từ đầu chí đuôi. Lão Chích vỗ tay cười ha hả. Hay quá, con tôi đã thành nghề rồi. Em thân mến, hốt của bỏ vô bao và dắt về nhà xài khi có người dắt đi đào ngạch, khoét vách sẵn là một điều mà bất cứ thằng cu con nào cũng làm được. Nhưng phải tìm cách thoát thân một mình thì chỉ có thằng cu này. Vì như vậy mà lão Chích mới cười ha hả khi nghe con mình thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Còn chúng ta nhờ nghiệp lực dẫn dắt chui vào thế gian này, tôi và em giống như thằng cu con đang lúi húi hút ngũ dục nhét cho đầy túi tham của mình, thì ầm một cái cửa trường khóa chặt. Đó là lúc chúng ta bị bủa dây và đối diện với bát phong lợi, xúy, mắng nhiếc, khen tặng, dinh nhục, vui buồn, vân vân, hòa lên khóc than và không tiếc lời quán trách cha mẹ, thượng đế thì ai cũng làm được. Nhưng làm sao để tự tại trước bát phong thì tùy theo sự khéo léo của từng người. Nghệ thuật ăn trộm, nghệ thuật sống hay nghệ thuật học thiền chỉ là một mà thôi em à. Truyện 92 Quyển Kinh Đi Lạc. Điệu Bi có một quyển kinh Nhật tụng rất quý. Một hôm tụng xong, Điệu đi ngủ ngay, quên cất quyển kinh đi. Một chú chuột chạy qua thấy quyển kinh mừng rỡ: Ý, má bày trẻ mà được món này lót tổ thì còn gì bằng. Thế là chú chuột na quyển kinh về một chiếc hang ở dưới gầm tủ. Bà chuột định xé quyển kinh ra lót tả cho sắp nhỏ thì bỗng nghe tiếng meo meo của ông mèo. Bà chuột liền lẩn mất. Mèo đi đến gặp quyển kinh, liền leo lên nằm khoanh đánh một giấc ngon lành. Ngủ xong, mèo vươn vai xoa bụng nói: Chiếc chiếu này êm quá, mình ngủ một giấc ngon chi lạ. Và mèo bỏ đi. Con Lulu đang đi chơi thơ thẩn, bỗng thấy quyển kinh, bèn tha tuốt ra giường, nghĩ bụng: Mình đem cái này ra kiếm con Nô, hai đứa chơi trò ném bánh mới được. Chơi chán, Nô và Lu bỏ quyển kinh giữa đường. Cô Bình đi học về bắt được reo: À, mình có giấy dán diều và xếp ghe chơi rồi. Thế là quyển kinh được dán thành con diều bay lên trời, xếp thành ghe trôi bền bồng trong mương nước. Một phần còn lại được lũ mối xé nhỏ ra, khênh về tổ, nấu nướng và ăn tiệc mừng sinh nhật của mối chúa. Em thân mến, chỉ có quyển sách thôi mà Điệu Bi gọi là kinh Nhật tụng. Chú chuột cho là đồ lót ổ, con mèo dùng như một chiếc chiếu, chó lù đem làm đồ chơi, cu Bình dán thành con diều, và lũ mối thấy đó là món ăn khoái khẩu. Tại sao vậy? Đức Phật dạy rằng tùy theo từng biệt nghiệp của chúng sanh mà mỗi kẻ có một lối nhìn kiến chấp, quan niệm về dạng hữu hoàn toàn khác nhau. Và điều rắc rối nhất, ai ai cũng cho rằng quan điểm và cách sử dụng của mình là hay nhất, thông minh nhất, hợp lý nhất. Và đó cũng chính là điều điên đảo nhất của chúng ta, có phải thế không? Truyện số 93 Người Hướng Đạo. Một hôm trên đường đi dạo, sư bỗng khám phá ra một khoảng đường trơn trượt trong cung viên chùa, ai sơ ý là té dễ như chơi. Động lòng bi mẫn, sư bỏ cả một buổi ngủ trưa để hì hục đóng sơn và vẽ một tấm bảng báo động, xong đem cắm ở quãng đường trơn trượt dễ té. Ngẫm lại công trình của mình, sư khoan khoái đi tới đi lui, nhìn ngắm nghĩ bụng: Thật là an toàn, có tấm bảng báo động nơi đây
thì bảo đảm chẳng có ai trợt chân cả. Ngờ đâu, sau một bước đi lui, sư trở thành người trợt chân đầu tiên. Em thân mến, trong quãng đường vừa qua, ít nhất cũng đã hơn một lần chúng ta bị té kiểu này. Cây đau của thể xác không thấm vào đâu so với niềm tủi hổ, có phải không? Nhưng không sao, mỗi lần té xong, mình vẫn còn có thể đứng dậy được. Và nếu còn gặp quãng đường nào cần vẽ bản báo động, chúng ta vẫn sẵn sàng bỏ ngủ trưa để ăn cơm nhà, đi làm chuyện hàng xóm. Miễn sao có người nhờ tấm bản của mình mà khỏi bị trợt chân thì dù té bao nhiêu lần, mình vẫn thấy vui. Em có thấy thế không? Truyện 94 Khi người về. Xưa có một chú bé tên là Cu Lém. Lém đi chơi và ngủ quên ở một miếu thờ thổ thần. Nửa đêm lén giật mình tỉnh giấc vì bước chân của một con quỷ trắng. Con quỷ này mang trên vai một xác chết của một cụ già. Nó hí hửng ngồi xuống định ăn thịt xác chết thì bỗng có tiếng chân hối hả chạy đến. Lại thêm một con quỷ đen xuất hiện. Cả hai con đều tranh nhau xác chết, không ai chịu thua ai. Quỷ trắng bèn nhờ Cu Lém làm trọng tài. Cu Lém đành phải tuyên bố: "Tôi thấy ông trắng vác xác chết vô trước, vậy cái xác này là của ông." Quỷ đen liền tức giận bẻ một cánh tay của Cu Lém bỏ vô miệng nhai rao ráo. Quỷ trắng thấy Cu Lém vì binh giật mình mà bị cụt tay, bèn bẻ một tay của xác chết đền cho Cu Lém. Nhờ pháp thuật của con quỷ, tay của Cu Lém liền ngay không hề hấn gì. Quỷ đen thấy vậy bèn bẻ thêm một cánh tay kia của Cu Lém cho vào miệng nhai. Quỷ trắng lại đền cho Cu Lém cánh tay còn lại của xác chết. Cứ thế, lần lượt hai chân, đầu và mình của Cu Lém đều chui vào bụng của con quỷ đen. Ngược lại, đầu mình, tay chân của xác chết cụ già được ráp cho Cu Lém. Gà gáy sáng, hai con quỷ biến mất. Cu Lém trở về nhà, thấy núi bước vào. Ba má Cu Lém ngạc nhiên chắp tay chào hỏi: "Dạ thưa cụ, cụ tìm chúng cháu có việc gì ạ?" "Em thân mến, ngày và đêm cũng đã tranh nhau biến đổi thân xác của chúng ta, y hệt như hai con quỷ trắng và đen đã thay đổi thân xác của thằng Cu Lém. Đó là một điều hiển nhiên, không ai còn lạ lùng gì nữa. Có lạ lùng chăng, là loài người của chúng ta ai cũng ngỡ rằng mình không bao giờ già và không bao giờ chết vậy. Hỡi ơi, chuyện khó tin mà lại có thật." Truyện 95 Chỉ một giới thôi. Otiga là một thanh niên Bà La Môn ở kinh thành Xá Vệ. Sau khi làm đầy đủ bổn phận của một cư sĩ tại gia như bố thí cúng dường, Otiga đến ý kiến Phật và xin được xuất gia. Đức đạo sư chấp nhận cho chàng được toại nguyện. Sau ngày xuất gia và thọ tỳ khưu giới, Otiga đâm quản, chàng tự nghĩ: "Không ngờ muốn làm một sa môn phải giữ đến 250 giới. Chỉ nhớ thôi cũng đã đủ mệt rồi, nói chi đến thọ trì. Thôi chết rồi." Và thầy tỳ kheo Otiga đâm ra lúng túng, vì thầy không tài nào nhớ nổi 250 giới cấm. Otiga đến gặp Phật và xin hoàn tục, vì chàng không tài nào xoay sở. Giới ngần ấy giới luật phải giữ. Đức đạo sư ân cần khuyên hỏi: "Này tỳ kheo, con xin hoàn tục vì các điều giới quá nhiều khiến con không nhớ nổi, chứ không phải vì con nuối tiếc dục lạc thế gian, có phải thế không?" "Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Con nghĩ rằng khi sống đời cư sĩ chỉ phải giữ có năm giới cấm là những điều mà con có thể thi hành được. Còn hôm nay 250 giới của tỳ kheo con không tài nào nhớ hết nổi, thì sao mà dưng giữ
chi bằng con xin hoàng tục để khỏi vi phạm đến giới pháp cao sâu vi diệu của tăng đoàn. Này tỳ kheo, nếu Như Lai rút 250 giới lại thật tóm tắt, chỉ còn một vài điều giới thôi, thì con có thể tiếp tục đời sống xuất gia hay không? Bạch Thế Tôn, được như thế thì con gì bằng? Này tỳ kheo, bắt đầu từ hôm nay, con chỉ giữ có một giới này thôi. Đó là canh chừng thật chặt chẽ những móng tâm động niệm của con, biết rõ từng ý nghĩ khởi lên là thiện hay ác. Này tỳ kheo, làm sao biết đó là ý tưởng thiện hay ác? Ý tưởng ác là những ý tưởng mà nếu đem ra nói hay làm sẽ gây tai hại cho mình, cho người hoặc cả hai. Đối với những ý tưởng như thế, con phải canh chừng theo dõi nó từ lúc mới sanh khởi, lan trọng cho đến khi diệt mất. Này tỳ kheo, thế nào là những ý tưởng thiện? Đó là những ý tưởng mà khi đem ra thi hành sẽ không làm hại mình, hại người hoặc hại cả hai. Đối với những ý tưởng loại này, con cũng phải theo dõi từ lúc chúng sanh khởi, lan trọng cho đến khi hoại diệt mất. Này tỳ kheo, với một điều giới như thế, con có thể giữ được hay không? Thầy tỳ kheo Uttiga cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, con có thể giữ được, và con xin Thế Tôn cho phép con ở lại tịnh xá tu học. Rồi thầy tỳ kheo Uttiga với một điều giới duy nhất như thế tinh thần tu tập. Không may cho thầy, một cơn bệnh nặng chợt đến khiến thầy phải gián đoạn công phu. Cơn bệnh này tiếp nối cơn bệnh khác, không dứt, khiến thầy Uttiga vô cùng sầu khổ. Một hôm trên giường bệnh, thầy chợt nghĩ: trong khi ta lâm bệnh khổ, thân thể khó chịu vô vàn như thế này, các ý tưởng sinh khởi liên miên không bao giờ dứt. Nếu cái thân xác thịt này không được tiếp tế thức ăn, nước uống và không khí thì có lẽ nó đã chết từ lâu. Còn cái vọng tâm của ta, nếu không được tiếp tế bằng những ý niệm thì có lẽ nó cũng đã chết từ lâu lắm rồi. Thân ta tuy hiện đang bị bệnh khổ bức bách, nhưng nó không phải là một cái cớ để ta buông lung. Huống chi đấng đạo sư đã thương tình tóm tắt 250 điều giới, chỉ mỗi một giới mà ta còn lơ là thì thật là đáng trách. Nghĩ như thế, tỳ kheo Uttiga tinh cần tu tập. Chẳng bao lâu, thầy đắc A-la-hán ngay khi còn nằm trên giường bệnh. Người ta còn ghi lại được một bài kệ đơn giản của vị La-hán này như sau: trong khi ta lâm bệnh, niệm khởi lên nơi ta, trong khi ta lâm bệnh, không phải thời phóng dật. Trường hợp của thầy tỳ kheo Uttiga cũng là trường hợp của em và tôi. Dù đã thọ năm giới, 10 giới, 250 giới hay 348 giới đi nữa, tuy số lượng có sai biệt, nhưng tinh thần của giới luật không ngoài hai điểm: dứt ác, làm lành. Đó chính là giới răn mà đấng đạo sư đã tóm tắt cho thầy Uttiga. Giữ gìn giới đạo này, nhà thiền gọi là chăn trâu đó em. Thử thời thuyết đạo hẳn tri âm, chỉ dị như tư tán đạo tâm, hề tợ tử kỳ đa sản sấm, thính lai nhất đạt bá nha cầm. Thiền sư tịnh giới: đời nay hiếm kẻ tri âm, đến nghe thuyết giảng đạo tâm mơ màng, tử kỳ lòng quả hư nhàn, thoảng nghe đã hiểu cung đàn bá nha. Ôi dư cốt dốt đọc hoàng chương, khẩu đáp sơn đồng vấn đoạn chương, thủ ba suy thương hòa mộc giạc, tùng giao nhân tiếu lão tăng mang. Thiền sư Quyền Quang, Việt Nam. Củi hết lò còn dương khói nhẹ, sơn đồng hỏi nghĩa một chương kinh, tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Sông triêu nguyệt đáo thiền sàn mật, tùng tiếu phong suy tỉnh khách miên. Đầu giường trăng dọi sông thưa, gió ru thông hát khách đưa giấc nồng.
Truyện 96 Dasaka. Trong thời Phật còn tại thế, Dasaka sinh trưởng trong một gia đình nô bộc dưới quyền của nhà cử phú Cấp Cô Độc. Chàng giữ nhiệm vụ canh gác tinh xá kỳ hoàng để chư tăng không bị khách lạ quấy nhiễu trong khi tọa thiền, được chiêm ngưỡng từ dung của đấng đạo sư cùng nếp sống thanh tịnh của tăng đoàn. Dasaka ao ước được thoát kiếp nô lệ và xuất gia tu học. Nguyện vọng này được thực hiện ngay. Với sự bảo trợ của trưởng giả Cấp Cô Độc, chàng gác gian Dasaka biến thành tỳ kheo Dasaka. Sau ngày xuất gia, Dasaka vẫn giữ nguyên thói lười cấu hủ. Mỗi ngày sau khi khất thực và nhận đầy đủ thức ăn, tỳ kheo Dasaka thường tìm một chỗ thanh tịnh và nằm khèo xuống ngủ. Trong những giờ học kinh, sư thường tìm cách lẩn tránh ra phía sau hội chúng, ngồi tựa lưng vào một gốc cây và thả hồn vào cõi mộng. Những sự kiện này không thoát khỏi ánh mắt của Đức Đạo Sư. Một hôm, nhằm lúc Dasaka vừa mở mắt sau một giấc ngủ dài, đang dương vai để ngủ tiếp, Đức Đạo Sư liền đọc một bài kệ: "Những ai mê ngủ ham ăn, lăn qua trở lại ngủ lăn suốt ngày, như con heo mập ăn hoài, người ngu tiếp tục chuỗi ngày thai sanh." Bài kệ rõ ràng đang chỉ trách một người ham ăn mê ngủ là Dasaka, khiến sự hốt hoảng và hổ thẹn đến toát mồ hôi. Từ đó tỳ kheo Dasaka tinh cần tu tập, công khó của thầy cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng. Sau một thời gian hạ thủ, tỳ kheo Dasaka đắc quả A-la-hán. Đức A-la-hán Dasaka không làm thêm một bài kệ mới nào, ngài chỉ đọc lại bài kệ cảnh tỉnh của đấng đạo sư đối với ngài trên, như một lời tuyên bố về chánh trí của La Hán Dasaka. Em thân mến, chúng ta có đồng minh rồi đó. Truyện 97 Bản chỉ đường. Tu viện ở cách xa đường Tráng Dựa, tận cùng trong một thôn xóm hẻo lánh, nên khách thập phương đến viếng chùa thường ngao ngán và bị lạc đường vì lối vào chùa là một con đường có nhiều ngã ba. Theo lời yêu cầu của nhiều người, chư sư cho cắm cái bản chỉ đường ngay tại các lối tẻ. Từ khi có bản chỉ đường, số người lạc đường lại tăng lên gấp bội, ngay cả những người đã đến chùa nhiều lần. Chư sư ngạc nhiên liền mở cuộc điều tra. Thì ra các chú mục đồng tinh nghịch đã thừa lúc vắng người đem bản chỉ đường cắm sang một lối khác. Chư sư liền đem tấm bản chỉ đường về chùa cất. Em thân mến, tấm bản chỉ đường vẫn còn đó, chữ đẹp và rõ ràng trên nền sơn còn mới, nhưng lại bị một bàn tay chơi xấu hướng về một lối đi sai, thì cũng phải dẹp bỏ gấp, vì chẳng những nó không làm tròn bổn phận chỉ dẫn mà còn làm sai lạc cho những người quen lối nữa. Trong trường hợp ấy, duy trì bản chỉ đường là một điều ngu xuẩn. Em có thấy như thế không? Vậy thì em đã hiểu tại sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma, người khai đường cho Thiền Tông Trung Hoa, đã tuyên bố: "Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật chưa?" Thiền Tông không câu nệ vào văn tự kinh điển, không phải vì chư sư xem thường lời Phật dạy, nhưng trường hợp này kinh điển giống như những tấm bản chỉ đường đẹp và rõ ràng thật đấy, song đã bị những bàn tay tinh nghịch đổi chỗ mất rồi, thì đành phải truyền riêng ngoài giáo vậy. Em có thấy như thế không?